Tử Vi tuổi Bính Thìn 1976, năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Bính Thìn nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc được hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Bính Thìn trong năm 2022. Gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh gia trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhấn mạnh, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực, chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều, bỏ dở giữa trường lại là một trong những thói xấu của họ. Ngoài ra, những mệnh chủ tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì là giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên được cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra họ chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Địa chi của tuổi Bính Thìn trong năm 2022 là Thìn gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Còn về thiên can của cô chú tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2022, đó là Bính Dương Hỏa cập Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, cô chú tuổi Bính Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý và cẩn thận nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại với nhau để có thể chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Tháng may mắn năm 2022 của cô chú là tháng 11 âm lịch. Xem tử vi cho thấy rằng tuổi hợp với mệnh chủ là Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984. Bên cạnh đó, còn có các tuổi kỵ như Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982 và Giáp Tuất 1994. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của cô chú tuổi Bính Thìn trong năm 2022. Các chú tuổi Bính Thìn 1976 năm nay
gặp sau thủ tú Chiếu Mệnh, thủ tú hay còn gọi là thủ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao thủ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Khi bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Còn với các tuổi bình thìn trong năm Nhâm Dần, được sao Văn Hớn chiếu mệnh. Sao Văn Hớn là một hung tinh, chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh hoạt huyết quang, nam mệnh thì quan trường bất lợi. Gia đình bất an, địa sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Ngoài ra khi sau này chiếu mệnh, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy mồm miệng. Nam gặp tai tinh bị kiện nhiều bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch. Ngoài ra việc tìm lành tránh sự là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, Thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, và đặc biệt là mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của Thầy. Trong thời gian này, Thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp, hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Bính Thìn hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của Thầy để đặt lịch gặp Thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, cô chú tuổi Bính Thìn trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Canh Tuất, tức tháng 9 âm lịch, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Thìn. Vào những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những nghi lễ, việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, cô chú tuổi Bính Thìn không nên tiến hành những công việc quan trọng, trọng đại trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Bính Thìn trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong năm 2022, với sự may mắn trong sự nghiệp, cô chú tuổi Bính Thìn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch, tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Năm nay, cô chú cũng có thể gặp một số quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống của cô chú. Vì vậy, hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh, giữ thái độ khiêm tốn, không bao giờ tự cao với niềm tự hào hay tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của người khác khi hòa hợp với người khác. Ngoài ra, để kích hoạt vượng vận, cô chú tuổi Bính Thìn cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc, không được may mắn. Đồng thời với năng lực ngưng tụ, Thiên, Địa, Nhân sẽ giúp cô chú tuổi Bính Thìn kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho cô chú trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Năm nay, cô chú tuổi Bính Thìn sẽ gặp may mắn trong việc kiếm tiền. Một khi đã nắm bắt cơ hội, thì quý nhân sẽ thay đổi cuộc đời của cô chú. Cô chú sẽ có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp, cải thiện đáng kể sự may mắn cho tài chính. Trong năm 2022, cô chú sẽ nhận được lợi nhuận kha khá từ một dự án tài chính, bảo tồn nước hoặc đầu tư mạo hiểm. Điều này có thể làm cô chú tốn nhiều công sức, nhưng thu nhập lại rất tốt. Tuy nhiên, dù thu nhập tăng, cô chú cũng đừng mua bất cứ thứ gì mình muốn. Hãy đầu tư và chi tiêu hợp lý. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thì Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm.
may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Bình Thìn, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, xà nậu. Đối với cô chú tuổi Bình Thìn năm 1976, tình yêu và mối quan hệ trong năm 2022 đều rất tốt đẹp. Dù cô chú đã từng cãi nhau với bạn đời vì sự cứng đầu, nhưng cô chú sẽ rất hợp nhau trong năm này. Các cô chú tuổi Bình Thìn có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, cô chú cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên thời gian này, các chú tuổi Bình Thìn đã kết hôn có thể sẽ nhận được những lời tán tỉnh, đong đưa của người khác phái. Cho nên các chú cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Đặc biệt để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Bình Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú tuổi Bình Thìn còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe cho cô chú tuổi Bình Thìn sinh năm 1976 trong năm 2022 cho thấy tình hình sức khỏe của cô chú có phần đáng ngại. Trong năm Thái Tuế mang bệnh phù và thương quan, cô chú khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, sẽ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế, bước sang năm Nhâm Dần, cô chú tuổi Bình Thìn cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, tăng sức đề kháng cho mình bằng cách ăn uống đủ chất, tập thể dục, thể thao điều độ. Ngoài ra trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Cô chú cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám cơ sở y tế gần nhất, có phương án điều trị phù hợp. Cô chú cũng nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình trong thời gian này. Hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, cô chú nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày. Dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Không những vậy, cô chú nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya, đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay nhiều tà khí, sát khí. Cô chú hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa gia tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên trong thời gian này, cô chú tuổi Bình Thìn sinh năm 1976 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ, để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Bình Thìn trong vận trình năm 2022 theo sao hạn. Trong năm 2022, cô chú tuổi Bình Thìn sinh năm 1976 gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát, hao tài tốn của khiến tinh thần mệnh chủ luôn cảm thấy đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an, buồn rầu. Ngoài ra khi gặp phải hạn này, gia chủ cần chú ý tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua nhầm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của cô chú tuổi Bình Thìn sinh năm 1976. Thầy Gia Cát khuyên cô chú thời gian này sẽ cần mang bên mình pháp khí bát bảo tương kinh, bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, giúp đỡ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng tốt nhất cho gia chủ,
đặc biệt là tuổi Bính Thân, đặc biệt là cô chú tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.